Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ma Tăng thích Trần Quang là ai? Một trong những lý do khiến cho tăng ni Phật tử ở Việt Nam gần đây quay lưng với nhà chùa đó là việc xuất hiện các thợ tu thay vì các nhà sư ở các chùa lớn. Những cái tên như Thích Hành Quyết, Thích Nhật Từ, Thích Trúc Thái Minh hay Thích Trần Quang là những sư hổ mang của Phật giáo quốc doanh do Công an Việt Nam thao túng và đang làm biến dạng đạo Phật hiện nay. Hình ảnh sư thầy Thích Trần Quang, người đang gây tranh cãi trên mạng xã hội. Những ngày gần đây, mạng xã hội đang tranh cãi về một số video bài giảng của sư thầy Thích Trần Quang về những điều được cho là nhảm nhí sai lệch về Phật giáo. Trong một bài giảng, sư Quang lấy dẫn chứng về một đệ tử khi trẻ hay đi du lịch hưởng thụ về sau nằm liệt giường và gọi đây là luật nhân quả. Vì người này đã đi quá nhiều, đi hết cái phước của mình rồi nên phải nằm một chỗ. Sư thầy Thích Chân Quang còn khuyên mọi người phải kết hợp du lịch với làm từ thiện, cúng dường hay du lịch tâm linh giác ngộ. Chứ đừng đi chơi, đi hưởng thụ, đi du lịch, ăn hải sản, sẽ làm mất hết phước báu và doanh nghiệp lữ hành sẽ phải phá sản. Những điều vừa kể cho thấy sư thầy Thích Chân Quang đã đi ngược lại với giáo lý của Phật giáo, nhằm hướng con người đến việc nhận thức thế giới đúng như là nó, để từ đó sống từ bi. Một câu hỏi đặt ra, đó là Hòa thượng Thích Chân Quang là ai? Bằng công cụ tìm kiếm Google, dễ dàng tìm thấy thông tin. Theo đó, Thượng tọa Thích Chân Quang, tên thật là Vương Tuấn Việt, là chắc nội của cụ Hồ Sĩ Tạo và là cháu nội của cụ Phó Bảng Vương Sinh Huy, con trai của cụ Vương Chí Nghĩa, tức là cháu ruột của đồng chí Hồ Chí Minh. Hòa thượng Thích Chân Quang hiện đang là trụ trì chùa Phật Quang, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Ngoài ra, ông còn là Phó trưởng Ban Kinh tế Tài chính Trung ương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Việt Nam Thời báo ngày 5 tháng 3 có bài viết đã ca ngợi Thích Chân Quang rồi, còn sợ gì mà phải gỡ bài của tác giả Phạm Lê Đoan. Bài báo cho hay, bài đăng của VTV Cap ca ngợi nhân tài đất Việt Thích Chân Quang đã được gỡ xuống sau ít giờ đăng. Theo đó, sau hàng loạt phản ứng trên cộng đồng Facebook về những pháp thoại nhảm nhí, hiện nay, Thiền tôn Phật Quang đang phải chạy chiến dịch xử lý khủng hoảng truyền thông, ủng hộ sư Thích Chân Quang. Hình ảnh Phật giáo Việt Nam phải nhường chỗ cho các loại đạo biến dạng và các ma tăng. Công luận thấy rằng cùng với Thích Trúc Thái Minh, Thích Nhật Từ, Thích Chân Quang đang công khai tuyên truyền mê tín dị đoan, làm lầm lạc tín ngưỡng, u mê một bộ phận dân chúng, chứ không phải là hành đạo. Những kẻ này đang phá hoại đạo Phật từ nền tảng tư tưởng cho đến hành động cụ thể, gọi họ là ma tăng là hoàn toàn chính xác. Facebooker Hà Thân, một trong status trách nhiệm của chính quyền đăng trên Facebook cá nhân cho rằng: "Nếu tôi không dành thời gian xem hết cái clip của tay sư xưng danh Thích Chân Quang kia thì tôi nghĩ là những lời trích dẫn là gán chữ vào mồm. Thế nhưng xem xong, tôi choáng nặng bởi cái mức độ nhảm nhí của tay này." Đồng thời, Hà Thân cũng đặt vấn đề tại sao trong xã hội hiện thời có quá nhiều những chùa chiền giả danh, những sư tăng núp bóng kiếm tiền như vậy. Nhà báo Chu Vĩnh Hải trong status Nhận chân một chân tướng đăng trên trang cá nhân đã nhắc lại một sự kiện diễn ra từ năm 2009 mà tác giả và hai người bạn thân được trực tiếp chứng kiến. Đó là sự kiện phá các công đức ở chùa Phật Quang. Theo nhà báo Chu Vĩnh Hải, năm 2009 khi đó ông còn là nhà báo nhà nước, nhận tin báo là chùa Phật Quang có biến. Sư Thích Chân Quang về quê tổ ở Nghệ An để xây nhà thờ dòng tộc. Thầy đi vắng nên sư tăng đã kêu thợ khóa về phá các công đức của chùa. Khoảng 22 giờ đêm, nhóm nhà báo đến chùa thấy các tăng ni của chùa Phật Quang đang công khai kiểm đếm số tiền và tài sản trong két sắt. Các Phật tử trong chùa cho nhà báo biết các ni tăng tại chùa Phật Quang là những đệ tử thân thiết của thầy Thích Chân Quang. Nhưng thời gian sau này họ không hài lòng về cách tu của thầy Thích Chân Quang. Thầy bỏ bê việc tu tập, chú trọng quá nhiều đến việc họ mạc và nguồn gốc xuất thân, chú trọng quá nhiều đến việc kiếm tiền. Hơn nữa, thầy cũng không minh bạch về số tiền công đức, còn đưa một phụ nữ ở Sài Gòn về chùa để quản lý tiền công đức. Hình ảnh một buổi hành lễ tại chùa Ba Vàng trước đây khi tăng ni Phật tử chưa quay lưng. Chính vì vậy, khi thầy đi vắng, các tăng ni đã kêu thợ về phá két công đức để lấy tiền, tài sản và sổ đỏ trong két. Kết quả kiểm tra két tại thời điểm năm 2009, riêng tiền Việt là 5,7 tỷ đồng và một sổ đỏ 7.000 m² đất ở xã Tóc Tiên. Còn một số ngoại tệ và kim loại quý, thời điểm đó chưa xác định giá trị. Số tiền tài sản này môn đệ của Thích Chân Quang đã bỏ ông
và xây một ngôi chùa mới ở xã Tóc Tiên, thị trấn Phú Mỹ, Bà Rịa, Vũng Tàu trên diện tích 10.000 m² để tu tập đúng nghĩa tu tập, để tốt đạo đẹp đời. Tác giả Chu Vĩnh Hải kể lại câu chuyện này nhằm mục đích giúp bạn đọc biết được chân tướng của Thích Chân Quang. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo .d với bản tin Ma Tăng Thích Chân Quang là ai? Vẫn còn một Trương Mỹ Lan bikini, bao giờ ông Tổng sờ tới? Năm 2012, bà Trương Mỹ Lan thâu tóm ngân hàng SCB bằng cách gộp 3 ngân hàng nhỏ khác, đó là ngân hàng Đệ Nhất, Vietcombank, ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa Bank và ngân hàng Sài Gòn, SCB. Đây là những ngân hàng yếu kém nằm trong kế hoạch tái cơ cấu của ngân hàng nhà nước, bị mua lại không đồng hoặc sáp nhập các ngân hàng lại. Từ ngày bà Lan thâu tóm SCB cho đến khi bà bị bắt là 10 năm, trong khoảng thời gian này, bà Trương Mỹ Lan đã kịp rút của SCB 1.066.000 tỷ đồng, tương đương 43,94 tỷ đô la Mỹ. Theo kết luận điều tra của công an, trong số tiền khổng lồ này, bà Lan đã chiếm đoạt và không có khả năng trả lại là hơn 300.000 tỷ đồng, cộng thêm số tiền lãi phát sinh là hơn 129.000 tỷ đồng, tính tổng cộng thành 433.000 tỷ đồng. Tương đương 18 tỷ đô la Mỹ. Phần lớn trong số này là tiền gửi tiết kiệm và tiền mua trái phiếu của người dân. Hình ảnh bà Trương Mỹ Lan từng là bà chủ của Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB. Từ một Trương muội nhỏ nhoi trở thành một Trương Mỹ Lan quyền thế và giàu có. Điều này được sinh ra bởi cơ chế quản lý của nhà nước này. Và đương nhiên, đã có một Trương Mỹ Lan này thì chắc chắn sẽ còn nhiều Trương Mỹ Lan khác. Những người được liệt kê vào đồng hạng với bà Trương Mỹ Lan là những ông chủ, bà chủ của các tập đoàn lớn. Nắm quyền điều hành trong các hệ sinh thái, họ đều có hoạt động dựa trên nguyên tắc dùng ngân hàng để huy động vốn từ người gửi tiền hoặc các nhà đầu tư rồi cướp đoạt tài sản của họ. Trong số các tập đoàn này có thể kể đến là bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Vietjet Air, đồng thời cũng là Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị Ngân hàng HD Bank. Như vậy, tương tự bà Trương Mỹ Lan, bà Thảo vừa là chủ một doanh nghiệp, vừa nắm một ngân hàng trong hệ sinh thái. Công thức thành đạt hiện nay là doanh nghiệp tư nhân kết hợp với các thế lực chính trị. Đây là mối nguy cho người dân và nền kinh tế đất nước, bởi trong các hệ sinh thái này, ngân hàng chính là kênh để lừa gạt, chiếm dụng tiền của người dân, rồi tuồn vào tay các ông bà chủ. Bà Trương Mỹ Lan từng được thế lực chính trị là dòng họ Lê Trương đỡ đầu, còn Vietjet là một người phụ nữ khác đỡ đầu. Người này xuất thân từ một gia đình có công với cách mạng nổi tiếng. Người này là cầu nối giúp cho Vietjet có được lợi thế thương trường thông qua quyền lực chính trị. Đó là bà Nguyễn Thanh Hà, con gái của cố đại tướng Nguyễn Chí Thanh, chị gái của ông Nguyễn Chí Vịnh, cố thượng tướng quân đội. Bà Hà cũng là người từng nắm giữ các chức vụ lớn trong chính quyền Cộng sản như Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, trưởng ban kế hoạch đầu tư của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam. Hình ảnh bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietjet và Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị HD Bank. Một hãng tin nổi tiếng nước ngoài từng gọi hãng hàng không Vietjet của bà Thảo là hãng hàng không bikini. Nguyên nhân là vào năm 2012, bà Thảo đã cho một số người đẹp mặc bikini catwalk nhảy múa trên chuyến bay tuyến thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang. Từ việc này, bà Thảo bị chỉ trích là dùng trò rẻ tiền, hạ cấp. Có lẽ nói đến bà Thảo, người ta nghĩ ngay đến những cô gái mặc bikini của hãng bay này. Chính từ chiến lược marketing quái đản của bà. Đây chỉ là một trường hợp rất giống với bà Trương Mỹ Lan. Ở đất nước này còn rất nhiều Trương Mỹ Lan khác với công thức thành công tương tự như sau. Chủ doanh nghiệp đồng thời nắm giữ một ngân hàng trong hệ sinh thái. Khi chưa bị lộ, những người này vẫn là doanh nhân thành đạt. Còn sau khi đã đổ bể thì họ trở thành tội đồ của đất nước. Một khi thế lực chính trị đỡ đầu không còn trụ được nữa thì bản chất của doanh nghiệp sẽ lộ ra. Hiện nay, thế lực của Lê Thanh Hải đã không còn đủ mạnh để chống đỡ cho bà Trương Mỹ Lan và bộ mặt của doanh nghiệp Vạn Thịnh Phát mới bị lộ. Còn với những Trương Mỹ Lan khác, liệu ông Tổng có ý định sờ tới hay không? Hay chỉ là một vụ để lấy tiếng rồi thả cho những Trương Mỹ Lan khác tồn tại? Hãy đợi xem liệu ông Tổng có làm triệt để hay không. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo .d với bản tin Vẫn còn một Trương Mỹ Lan bikini, bao giờ ông Tổng sờ tới? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời Báo .d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời Báo .d